Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về quản lý hoạt động vui chơi giải trí dưới nước phục vụ khách du lịch. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương không xây dựng phương án thí điểm quản lý hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại tuyến biển Hoàng Sa và Nguyên Giáp, Trường Sa và khu vực biển từ bến CT15 đến Bãi Đa, bán đảo Sơn Trà. Sở Du lịch công bố danh mục tổ chức cá nhân đáp ứng đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn quy định đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách, chỉ đạo ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch phối hợp với các đơn vị quản lý các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Sở Giao thông Vận tải tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký, đăng kiểm phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước, chấp thuận vùng nước tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương.